Hôm nay, 16 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị bước vào hành trình tại Đại hội Thể thao Châu Á, ASEAN 19. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có đủ quân kể từ ngày 13 tháng 9, sau khi U23 Việt Nam hoàn thành thi đấu ở vòng loại U23 Châu Á 2024 ở Việt Trì, Phú Thọ. Lực lượng đội tuyển Olympic Việt Nam sang Trung Quốc với 22 cầu thủ, trong đó có 11 gương mặt trở về từ đội U23 Việt Nam, đa số là lứa U20. Vào lúc này, ông Hoàng Anh Tuấn đang có trong tay nhiều cầu thủ ưu tú nhất của lứa U20, nhưng vẫn thiếu một gương mặt xuất sắc là Hồ Văn Cường. Cầu thủ của Sông Lam không nằm trong danh sách sơ bộ mà ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam đã gửi lên ban tổ chức giải từ vài tháng trước. Vào lúc đó, Văn Cường đang dính chấn thương. Chính vì vậy, anh không được điền tên vào danh sách sơ bộ nên không thể góp mặt tại Á vận hội 2022. Đây là sự vắng mặt khá đáng tiếc với đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn, bởi hậu vệ sinh năm 2003 này là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất trong lứa cầu thủ U20, thậm chí là U23 Việt Nam. Nếu có Văn Cường, sức tấn công ở hành lang cánh phải của đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ được gia tăng đáng kể. Hậu vệ quê xứ Nghệ luôn được đánh giá cao với những pha leo biên tốc độ, giàu đột biến để gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định về mặt chuyên môn, việc không có Hồ Văn Cường là khá đáng tiếc với đội Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, điều này là bình thường trong bóng đá, không có cầu thủ này thì sẽ có phương án khác. Đây cũng có thể là cơ hội cho các cầu thủ khác chứng minh khả năng. Từ đó, đội U20, U23 Việt Nam sẽ sở hữu thêm gương mặt triển vọng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, giao ông Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội Olympic dự ASEAN 19, vốn dành cho đội U23, với lứa cầu thủ U20 làm nòng cốt. Như vậy, ngay từ đầu, mục tiêu của đội Olympic Việt Nam đã không phải là thành tích. Ông Hoàng Anh Tuấn đã nhiều lần khẳng định, việc đưa các cầu thủ trẻ dự giải U23 Đông Nam Á 2023 và ASEAN 19 là để xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Những sân chơi này sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời làm quen với cách vận hành chiến thuật, triết lý chơi bóng của ông Chu Xie. Đích đến thực sự của việc thành lập đội tuyển Olympic là để tiếp tục tìm ra thêm nhân tố mới triển vọng, chui rèn những gương mặt tiềm năng nhằm hướng tới mục tiêu trước mắt là vòng chung kết U23 châu Á 2024 và xa hơn nữa là World Cup 2026. Ba đội bóng có thành tích tốt nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 được đến thẳng với Olympic Paris 2024. Còn đội đứng thứ tư sẽ đá trận playoff với đại diện của châu Phi. Ông Chu Xie muốn xây dựng nền bóng vững chắc cho bóng đá Việt Nam, trong đó vai trò của các cầu thủ trẻ là rất quan trọng. Chính vì vậy, ông Chu Xie muốn họ được thi đấu nhiều hơn. Việc được cọ sát với các nền bóng đá hàng đầu khu vực, gặp những cầu thủ đẳng cấp ở sân chơi tầm cỡ như ASEAN sẽ giúp cầu thủ trẻ rút ra được nhiều bài học, tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Từ đó, những nhân tố xuất sắc, có màn trình diễn ấn tượng sẽ được ông Chu Xie lựa chọn và đưa ra đội hình tối ưu cho vòng chung kết U23 châu Á 2024, bình luận viên Vũ Quang Huy nói. Cũng theo bình luận viên Vũ Quang Huy, cách làm của VFF và ông Chu Xie đang đi theo quỹ đạo đã mang đến thành công lớn cho bóng đá Việt Nam cách đây hơn 5 năm. Vào năm 2017, lứa U20 rất tài năng đã giành vé dự U20 World Cup dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Anh Tuấn. Sau đó một năm, những gương mặt xuất sắc của lứa U20 này như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh đã cùng những cầu thủ nổi bật của lứa U23 khi đó như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức tạo nên kỳ tích vào đến chung kết giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Có thể, hướng đi hiện tại cũng sẽ như vậy. Trên thực tế, tấm vé đến với Olympic Paris là còn xa tầm với, nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng, bình luận viên Quang Huy nhấn mạnh.